Chào mừng anh chị đến với buổi livestream ngày số 18 trong chuỗi livestream 21 ngày nâng tầm phong cách sống. Chủ đề: bí kíp ứng dụng luật hấp dẫn sức mạnh tiềm thức phần 3. Có bao nhiêu trong số các anh chị đang mong muốn mình có cuộc sống dư giả thịnh vượng, có sức khỏe tốt, có mối quan hệ hòa hợp, giàu có về trí tuệ, giàu có về tài chính? Nếu hiện tại anh chị có những điều chưa như ý mình mong muốn thì chúng ta hãy học tập theo người thành công, cài đặt lại những cái niềm tin mới, những cái tư duy mới để giúp cho chúng ta có cuộc sống tuyệt vời hơn. Lời đầu tiên, Hằng xin chúc cả nhà một buổi chiều tràn đầy năng lượng. Hôm nay thì Hằng không tuyên truyền về cái tôn giáo hay đạo giáo nào, mà Hằng chia sẻ những cái kiến thức Hằng được học tập từ những người thầy trí tuệ tâm sáng rất là thành công, là những kinh nghiệm, trải nghiệm về phát triển bản thân, kinh nghiệm về kinh doanh. Thầy đã giúp cho bản thân Hằng cũng như rất nhiều anh chị em thay đổi cuộc sống về sức khỏe, mối quan hệ và tài chính. Anh chị biết rằng năng lượng là ngân lượng, năng lượng là tất cả mọi thứ. Ai có năng lượng cao thì người đó sẽ chiến thắng các trò chơi về sức khỏe, trò chơi về mối quan hệ, trò chơi về tài chính. Chúng ta muốn có cuộc sống thịnh vượng thì chúng ta hãy học theo những cái thói quen của người thành công. Thứ nhất là chúng ta bỏ quỹ tự do tài chính mỗi ngày. Mỗi ngày chúng ta dùng một cái lọ nhựa hoặc là lọ thủy tinh màu trong suốt, cho vào đó mỗi ngày ít nhất một lần một tờ tiền. Ít hay nhiều không quan trọng. Anh chị biết về sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn thì nó không phân biệt về con số. Cho nên là chúng ta đang bỏ vào cái quỹ đó là quỹ đầu tư cho một tương lai huy hoàng, gọi là quỹ tự do tài chính. Đầu tư để phát triển về tài chính. Và tiềm thức ấy, thì nó không phân biệt con số. Cho nên là chúng ta đang tập trung vào sự dư giả. Mỗi ngày nó đang tăng lên. Và chúng ta cứ bỏ mỗi ngày. Thì cái sứ mệnh của cái tiền đó là giúp cho chúng ta có một cái tương lai huy hoàng. Và người giàu ấy, thì họ trích ít nhất là 10%. Cái lợi nhuận, nếu mà nhiều thì họ sẽ cho vào một cái tài khoản ngân hàng. Và cuối ngày thì họ kiểm đếm số dư. Thói quen thứ ba là rất là quan trọng. Đó là ăn mừng thành công. Là chúng ta hãy ghi nhận những cái thành công của mình. Và còn chúc mừng, chúc phúc thành công cho người khác. Bởi vì tiềm thức chúng ta không biết là thành công của ai. Cho nên là chúng ta đang chúc phúc và vui mừng khi thấy thành công của người khác, là chúng ta đang nói với tiềm thức của mình: tôi cũng mong muốn điều đó. Thì tiềm thức nó đồng ý và đi tìm nguồn lực, nó cho mình thêm. Và thói quen thứ tư là chúng ta tuyên bố những cái tư duy của người thành công, cứ lặp đi lặp lại để cài đặt lại những cái niềm tin mới, những cái tư duy mới hỗ trợ. Và ngày hôm qua thì Hằng có chia sẻ có một cái bí kíp số 8 trong ứng dụng sức mạnh tiềm thức là lựa chọn môi trường có thể giúp chúng ta phát triển, cũng giống như chúng ta gieo những cái hạt giống trên mảnh đất màu mỡ ấy. Cộng với cái sự chăm sóc nữa thì chúng ta sẽ có những cái quả ngọt. Còn dù hạt giống nó có tốt đến đâu, có bón phân chăm sóc tốt mà gieo trồng trên cái nền bê tông ấy, thì cũng không bao giờ nảy mầm được. Nên chúng ta cần lựa chọn cái môi trường phù hợp với cái điều mình mong muốn. Chúng ta muốn trở thành người như thế nào? Chúng ta muốn trở thành ai? Mình muốn có những cái kết quả gì? Và cái kết quả thì nó đến từ những cái hạt mầm mà chúng ta gieo đi, là những cái suy nghĩ, là những cái lời nói, đến từ cái trường năng lượng xung quanh của chúng ta. Nên là chúng ta hãy chọn cái môi trường để gieo những cái hạt giống về sức khỏe, hạnh phúc, hạt giống giàu có, để chúng ta đạt được cái điều mình mong muốn. Và cái số 9 đó là chúng ta phải hiểu rằng kiến thức là vô tận. Chúng ta hãy là cái người đón nhận, luôn luôn lắng nghe, học hỏi với một cái tâm thế là một ly nước rỗng.
hãy rót thêm nhiều cái trí tuệ và cái giá trị, luôn đón nhận những cái tư duy của người thành công. Đừng bao giờ nói rằng tôi biết rồi. Hãy thay đổi cái thái độ về tri thức của nhân loại. Hãy luôn học hỏi, luôn đón nhận để chúng ta biết rồi hoặc chúng ta đã ứng dụng thành công. Tuy nhiên là bạn hãy lắng nghe, học hỏi. Một thời gian sau chúng ta sẽ mạnh lên và giỏi hơn. Và chúng ta sẽ thành công và trở thành những chuyên gia hay là những nhà lãnh đạo kiệt xuất. Đó là bí kíp số 9, là kiến thức là vô tận. Nếu như anh chị có giỏi thì cũng có rất nhiều người giỏi hơn mình. Núi cao sẽ có núi cao hơn. Nên là đừng bao giờ nói tôi biết rồi, mà hãy nói làm ơn hãy chỉ cho tôi. Thì chúng ta sẽ đón nhận được nhiều những cái giá trị tuyệt vời để chúng ta thành công hơn. Và tiếp theo là cái bí kíp số 10 trong ứng dụng sức mạnh tiềm thức luật hấp dẫn, là mô phỏng người thành công. Chúng ta cần có một cái hình mẫu để chúng ta muốn trở thành. Anh chị muốn mình có cuộc sống giống như người thành công nào? Có nhiều người họ rất giàu nhưng mà họ không hạnh phúc. Họ không bình an, không khỏe mạnh. Có những người giàu nhưng lại đánh đổi những cái uy tín lương tâm của họ để kiếm tiền chẳng hạn. Chúng ta không nên chạy theo cái đồng tiền, mà chúng ta hãy chọn cái người mà chúng ta muốn trở thành. Ôi, cháu chào cô Hiệp. Xin chào cả nhà. Và hãy học theo họ. Hãy chọn một cái hình mẫu con người mà mình muốn có cuộc sống như họ. Có thể đầu tư thời gian, công sức để trở thành như họ. Hãy đọc sách. Có một cái cách nhanh nhất để phát triển, gia tăng giá trị bản thân là học theo người thành công, làm theo họ và thành công luôn. Không phải tự đi mò mẫm tìm hiểu, không phải đánh đổi nhiều thứ. Các anh chị có nghe cái câu có gan làm giàu, nhưng cái gan ấy thì nó không suy nghĩ được. Nó không suy nghĩ được như cái bộ não. Cái gan không ra quyết định cho mình được. Cái gan nó không có khả năng tư duy, nó không có khả năng phân tích. Nếu như anh chị đi kinh doanh, anh chị đi đầu tư, anh chị bán hàng lại nghe theo cái gan, lại không nghe theo cái não, thì con người khác con vật ở chỗ là con người có cái não, con người có khả năng tư duy, suy nghĩ và lựa chọn. Con vật thì không có khả năng đó. Ví dụ như con sư tử được coi là chúa sơn lâm, nhưng 1.000 năm qua nó vẫn như vậy, nó vẫn ở trong rừng. Nó không có sự phát triển. Nó không có khả năng dùng điện thoại. Còn con người 1.000 năm qua thì con người đã lên đến mặt trăng rồi. Đã chế tạo ra tàu vũ trụ. Con người đã tạo ra được iPhone rồi. Đó chính là sự khác biệt giữa con người và con vật. Bao nhiêu trong các anh chị đã từng nghe thấy cái câu là có gan làm giàu, và mình nghe theo cái gan của mình, nghe theo cái cảm tính, cái trực giác, và đã bị thất bại. Cái trực giác của tôi mách bảo là tôi không nên, hay là cái trực giác của tôi mách bảo là tôi phải làm cái này. Nhưng nếu chúng ta không có tư duy đúng, không có trí tuệ đúng, không có trí tuệ của người thành công, thì cái gan hay cái trực giác của chúng ta ấy, hay còn gọi là cái giác quan thứ 6, là cái tiếng nói nhỏ, cũng chính là cái tiềm thức của chúng ta. Và tiềm thức thì trong tâm thức của chúng ta được chia thành hai phần. Một là ý thức, hai là tiềm thức. Tiềm thức thì nó chiếm đến 90% năng lượng thông tin, là cái phần nó lưu trữ thông tin, là cha mẹ ông bà dạy chúng ta như thế nào, chúng ta nhìn, nghe thấy những gì từ khi chúng ta sinh ra, thậm chí là cả trong bụng mẹ đến thời điểm hiện tại, chúng ta nghe thấy gì, nhìn thấy gì, được dạy cái gì, thì nó lưu sâu vào trong tiềm thức và nó không biến mất, và nó trở thành cái hệ thống niềm tin gốc rễ của mình. Nếu như xung quanh chúng ta toàn là những người chưa thành công thì chúng ta sẽ học được gì ở họ? Nhưng tiềm thức của chúng ta lúc đó là tiềm thức của người chưa giàu.
thì sẽ phát ra cái trực giác của người chưa giàu, thì chúng ta sẽ không thể thành công được. Vì anh chị hình dung là chúng ta học từ những cái trải nghiệm thành công của mình, chúng ta đều phải trả một cái giá. Ví dụ anh chị nấu cơm lần đầu mà không có ai dạy thì cái bữa cơm đó chưa chắc đã ngon được, có thể nhão, có thể sống. Thì chúng ta phải trả một cái giá là tốn tiền điện, tốn tiền gạo, chúng ta không ăn được. Và đó là một cái việc nhỏ. Nên học bài học từ chính sự không thành công của bản thân mình thì anh chị chắc chắn sẽ phải trả một cái giá nào đó để học được bài học. Có những bài học thậm chí chúng ta phải trả giá bằng rất nhiều tiền. Có người cả đời mới có thể học được. Có người phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Vậy thì anh chị có muốn mình trở thành cái người phải trả giá những cái điều quý giá của mình để học được những cái bài học thành công không? Chắc chắn là tất cả những cái bài học trên đời này chúng ta đều phải trả giá. Nhưng quan trọng là cái giá của mình phải trả là bao nhiêu? Bạn là người giàu. Còn nếu bạn trả một cái giá bị hớ thì bạn là người bị lỗ. Bạn mất tài sản thì bạn không có giàu được. Và có một cái điều là nếu như chúng ta học bài học từ bản thân mình thì sẽ tốn không biết là bao nhiêu tiền, rất là nhiều. Có những người hàng tỷ đô la như ông Donald Trump đánh mất cả tuổi thanh xuân của mình. Có những người đánh đổi cả gia đình. Vậy thì đằng nào cũng phải trả một cái giá nào đó. Vậy thì hãy trả một cái giá để học từ bài học, từ những kinh nghiệm của người thành công, từ những người thầy đã có kết quả. Và người thành công thì luôn để lại dấu vết. Nếu như có một người thầy thành công sẵn sàng cầm tay chỉ việc giúp cho chúng ta thì chúng ta hãy học từ họ. Và con người chúng ta ấy, không cần nỗi sợ, mà chúng ta cần được sự giáo dục. Chúng ta sợ bởi vì chúng ta chưa làm được điều đó, chúng ta biết chưa biết điều đó cho nên chúng ta mới sợ. Thì chúng ta hãy làm đi. Ví dụ như bản thân Hằng trước đây Hằng rất sợ chỗ đông người, rất sợ chia sẻ trên Facebook, bởi vì mình đang học những cái tư duy của người thành công, những cái tư duy nó thuận theo luật nhân quả. Bản thân mình và rất nhiều anh chị em trong nhóm học tập ứng dụng thấy có kết quả, hòa hợp được với con, hòa hợp được với vợ, với chồng, tài chính gia tăng. Thế nhưng có những người người ta phán xét chẳng hạn, thì mình hay có một cái nỗi sợ. Chúng ta sợ thì chúng ta cứ làm nhiều, lặp đi lặp lại, chúng ta sẽ giỏi. Nên là không có ai tự nhiên mà trở thành bác sĩ, hay là không có ai tự nhiên trở thành luật sư hay giáo viên. Chắc chắn chúng ta phải học, cắt tóc gội đầu chúng ta cũng phải học. Vậy nên là chúng ta không cần nỗi sợ hãi, mà chúng ta cần được sự giáo dục, cần được liên tục phát triển, gia tăng giá trị, đầu tư cho trí tuệ là đầu tư có lợi nhất. Người giàu thì họ luôn đầu tư cho trí tuệ, họ đầu tư rất là nhiều tiền. Từng cái đồng họ bỏ ra ấy, là giúp cho họ giàu lên. Trí tuệ thì nó không mất đi, mà nó mãi mãi ở đó. Cho dù thế giới có như thế nào, cho dù thị trường có như thế nào, thì cái tư duy của người giàu, cái trực giác của người giàu vẫn giúp cho họ giàu lên. Ví dụ như cái thời điểm năm 2019, 2020, 2021, dịch Covid, thì phần lớn mọi người đều là cái sự không may, coi đó là cái sự không may. Thế nhưng khi đó lại có rất nhiều người, người ta lại nắm bắt được cơ hội, người ta lại giàu lên. Ví dụ như cái việc kinh doanh khẩu trang, bình thường chúng ta mua có 30.000, 50.000 một hộp. Nhưng mà những người, người ta nắm bắt được cái cơ hội đó, họ đã bán tăng gấp 5, gấp 7 lần, gấp 10 lần. Nhưng chúng ta vẫn phải mua. Thế sau đó những cái người, người ta đi theo sau, người ta nhìn thấy cơ hội sau, thì lúc đó
họ cũng không thành công được. Cho nên người ta có tư duy, người ta có trực giác của người giàu, thì dù trong hoàn cảnh nào họ vẫn giàu lên. Ví dụ như cái đợt dịch đó ấy, thì cái số tiền mà chính phủ trợ cấp thì chủ yếu là cho nhóm người chưa giàu. Còn những cái người giàu ấy, người ta vẫn giàu lên. Đó là cái vấn đề tiền thì nó chảy về đâu? Nó chảy về người giàu, nó chảy về người có trí tuệ. Nó luôn là như vậy. Năng lượng thì chảy về nơi có sự tập trung. Tiền thì chảy về nơi có nhiều năng lượng. Về với những cái người mà người ta biết quản lý tiền. Ví dụ như tư duy của người chưa giàu ấy, làm ra tiền là để tiêu. Mua xe máy, mua điện thoại đẹp, xong họ lại đi làm để kiếm tiền. Thế nhưng tư duy của người giàu, của người thành công ấy, là họ làm ra họ tiết kiệm ít nhất là 10%, họ tiết chế chi tiêu. Sau đó họ đầu tư cho gia tăng tài sản. Tài sản là trí tuệ, là sức khỏe, là vật chất. Sau đó họ mới hưởng thụ cuộc sống. Và bí kíp số 11 trong ứng dụng sức mạnh tiềm thức luật hấp dẫn: chúng ta hãy luôn luôn so sánh dọc với chính mình. Hôm nay chúng ta có cái gì tốt hơn ngày hôm qua? Và lấy ba cái cột mốc là: ngày hôm nay giá trị của tôi tăng lên ít nào chưa? Trí tuệ tư duy của tôi đã tăng lên chưa? Và cái thứ hai là sức khỏe của tôi có tốt hơn không? Hay là đang xấu đi? Và cái thứ ba là ngày hôm nay mối quan hệ của tôi có đang chất lượng lên hay không? Bởi vì ba cái yếu tố này: sức khỏe, mối quan hệ và tài chính, nó là cái yếu tố vô cùng quan trọng. Nó ảnh hưởng đến cái chất lượng sống, phong cách sống của chúng ta. Ví dụ một cái cây mà nó đang phát triển thì rồi nó mới có quả được. Nếu nó không phát triển là nó đang chết đi. Nên là trong cuộc sống chỉ có hai trạng thái: một là phát triển, hai là lụi tàn. Một cái cây nó cũng đang phát triển lên mỗi ngày, cái mái tóc, cái móng tay của chúng ta nó cũng đang phát triển lên mỗi ngày. Còn nếu như mà nó không mọc ra là chúng ta cũng đang chưa khỏe và nó cũng đang đi xuống, đúng không anh chị? Cho nên là chúng ta hãy so sánh dọc với chính mình. Hôm nay chúng ta có những cái thành công gì tốt hơn hôm qua? Và tập trung vào chính mình, tập trung vào mục tiêu những cái ngày tiếp theo để chúng ta gia tăng giá trị bản thân của mình. Và tiếp theo là bí kíp số 12 trong ứng dụng luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức: chúng ta luôn giữ cái cơ thể, tâm trí của mình ở cái trạng thái tốt nhất. Ví dụ như thể chất của bạn mà không tốt ấy, thì bạn có làm việc hiệu quả được không? Có chiến thắng được không? Ví dụ hai người cùng đấu võ, một người thì rất là giỏi nhưng mà thể chất của họ không tốt, mà họ đấu võ với một người không giỏi thì cũng không thể thắng được. Và các anh chị có nghe có những cái câu chuyện mà các bạn học sinh đau bụng trong phòng thi ấy, xong là nói là học tài thi phận. Cái thể trạng không tốt nó ảnh hưởng đến rất là lớn đến cái kết quả thi. Nên là hãy để cơ thể của chúng ta ở cái trạng thái tốt nhất, chăm sóc cơ thể của chúng ta. Và chăm sóc về cái tâm lý nữa là cái yếu tố thứ hai, giúp chúng ta chiến thắng và tập trung 100% năng lượng để kiểm soát và làm chủ cái cơ thể của mình, làm chủ cái tâm lý của mình. Rất nhiều người thầy nói rằng làm chủ suy nghĩ là làm chủ cuộc đời. Ví dụ anh chị nói về tập trung 100% ấy, thì anh chị hình dung cái tia sáng bình thường như thế này thì nó không ảnh hưởng gì đến nhiều cuộc sống của chúng ta. Thế nhưng nếu như dùng một cái kính lúp ấy, mà chúng ta hội tụ cái ánh sáng đó lại thì nó cực kỳ mạnh, nó có thể đốt cháy một chiếc lá, có thể đốt cháy cả nhà. Và Hằng đã nhìn thấy con gái của mình, bạn ấy cầm bạn ấy chơi cháy một chiếc lá các anh chị. Cho nên là cái sự tập trung nó cực kỳ là quan trọng.
hay là cái tia sáng của tia laser nó chiếu tới đâu là nó không không tốt tới đó. Nên là khi anh chị tập trung 100% thì cái kết quả nó sẽ rất là tuyệt vời. Nó tăng gấp rất rất nhiều lần. Đó là cái yếu tố mà giúp cho chúng ta thành công. Và bí kíp số 13 trong ứng dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn là chúng ta phải chúng ta nên đọc cái cuốn sách Sức mạnh tiềm thức. Sức mạnh tiềm thức là của tác giả ông tiến sĩ Joseph Murphy, người Mỹ, xuất bản ở Mỹ năm 1963. 50 năm sau, đến năm 2013 mới xuất bản tại Việt Nam. Cho nên là nước Mỹ người ta rất là giàu anh chị, người ta biết cách ứng dụng sức mạnh tiềm thức. Và trong cuốn sách này nó có rất nhiều những cái câu chuyện và rất nhiều bí kíp hướng dẫn chúng ta. Nếu mà anh chị chưa dễ hiểu thì có thể tham gia vào một nhóm học tập, được đọc sách, được phân tích sách thì chúng ta sẽ hiểu hơn và ứng dụng tốt hơn. Hoặc là anh chị có thể nhắn tin cho Hằng. Hằng có bộ video của người thầy của mình nằm trong top 1% những người thành công giàu có. Thầy đã phân tích cái cuốn sách này rất là kỹ để ứng dụng vào hàng ngày, vào sức khỏe, mối quan hệ và tài chính, để chúng ta trở thành những bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức. Và Hằng chia sẻ lại một chút về cái sức mạnh tiềm thức này. Trong mỗi con người chúng ta có một cái tâm thức, hay còn gọi là giác quan thứ 6, hay gọi là trực giác. Tâm thức được chia thành hai phần. Một là ý thức, nó chỉ chiếm 10% năng lượng thông tin, nhưng nó có một cái chức năng vô cùng quan trọng, đó là chức năng ra quyết định và lựa chọn. Phần thứ hai là tiềm thức, nó chiếm đến 90% năng lượng thông tin, nhưng nó chỉ có chức năng đồng ý và cho thêm. Ví dụ như các anh chị quan sát những cái người mà hay suy nghĩ tiêu cực ấy, tức là cái ý thức của người ta là đưa ra cái, họ luôn tập trung vào những cái điều tiêu cực, thì tiềm thức nó đồng ý và cho thêm. Thì cuộc sống của người ta cũng rất là nhiều điều, người ta càng cảm thấy tiêu cực nhiều hơn, phàn nàn nhiều hơn. Các anh chị thì quan sát xem xung quanh chúng ta có đúng như vậy không. Và tiềm thức thì nó là một cái nguồn tài sản vô giá. Nó chiếm đến 90% sự thành công của chúng ta. Và tác giả có chia sẻ, bạn có nguồn tài sản vô giá trong tầm tay, nhưng để có được chúng, bạn phải hé mở cặp mắt tâm hồn và nhìn ngắm kho báu vô tận bên trong. Cặp mắt tâm hồn ở đây chính là cặp mắt trí tuệ, cặp mắt sự hiểu biết. Nếu chúng ta có tư duy không đúng, tư duy không hỗ trợ cho sự thành công, hạnh phúc của mình, thì chúng ta cũng chưa dễ. Và phần chương 7, tác giả có chia sẻ là hơn 90% đời sống tinh thần của bạn là tiềm thức. Nếu bỏ qua sức mạnh kỳ diệu này, bạn đã đánh mất rất nhiều cơ hội trong cuộc đời. Tiềm thức của chúng ta ấy, thì nó giống như một cái mảnh đất. Chúng ta gieo hạt giống gì, nó nhận hết, nó không từ chối, nó không có quyền từ chối. Tiềm thức của chúng ta cũng vậy. Chúng ta đưa ra cái suy nghĩ, cái lời nói tích cực hay là không tích cực, thì tiềm thức nó cũng đồng ý và cho thêm. Ví dụ như Hằng vẫn hay chia sẻ, anh chị dễ hiểu về tiềm thức, nhiều tài liệu gọi là vô thức. Ví dụ như anh chị hình dung, hãy nhắm mắt lại, hình dung tưởng tượng trên tay Hằng đang cầm một quả chanh rất là mọng nước. Hằng cầm con dao thái ra từng lát, từng giọt chanh nhỏ xuống. Hằng cầm một miếng đưa cho các anh chị chấm vào đĩa muối ớt, các anh chị cho vào mồm, cho vào miệng để nhai chanh. Các anh chị hình dung tưởng tượng mình đang nhai chanh, chúng ta cảm thấy chua đúng không ạ? Và tiềm thức nó còn không phân biệt đúng sai, không phân biệt từ phủ định. Ví dụ Hằng nói rằng các anh chị không được nghĩ đến một con khỉ đi xe đạp nhé, nhớ là không được nghĩ đến một con khỉ đi xe đạp. Vậy thì các anh chị có nghĩ đến không?
Cho nên là tiềm thức của chúng ta chiếm đến 90%, mà rất rất nhiều người chưa biết, hoặc là có người biết rồi nhưng mà chưa biết cách ứng dụng tốt. Thì chúng ta hãy liên tục học tập phát triển, có thể tham gia một cái nhóm học tập để chúng ta được học tập, được rèn luyện, giúp cho chúng ta có những cái điều tuyệt vời hơn. Ví dụ như trong cái phần tiềm thức và hôn nhân, tác giả có chia sẻ những vấn đề trong cuộc hôn nhân bất hạnh, những mối bất hòa, tình trạng ly thân và rồi ly dị thực chất không có gì khác biệt với những vấn đề khác nảy sinh giữa đàn ông và phụ nữ. Tất cả những vấn đề đó trị nguyên ra đều cho thấy tác động của sự thiếu hiểu biết về những hoạt động và mối tương quan giữa ý thức và tiềm thức. Đừng coi người bạn đời của bạn như một điều gì đã hiển nhiên. Hãy ấp ủ trong tâm hồn bạn những suy nghĩ cảm kích và tốt lành hơn về những lời buộc tội hay là chỉ trích hay là cằn nhằn. Cách để xây dựng một mái ấm yên bình và một cuộc hôn nhân hạnh phúc là vun đắp một nền tảng của tình yêu, vẻ đẹp, sự hòa hợp, kính trọng lẫn nhau, tin tưởng vào cuộc sống và tất cả mọi điều tốt đẹp. Ví dụ như khi vợ chồng ấy, chúng ta tranh luận về một cái vấn đề nào đó mà chúng ta không được hòa hợp, thì các anh chị có công nhận là ngày xưa ấy, chính chúng ta là người lựa chọn chồng mình hay vợ mình. Nhưng khi chúng ta yêu ấy, thì chúng ta chỉ nhìn thấy những cái điểm tốt đẹp của nhau thôi. Còn những điểm chưa tốt thì mình vẫn chấp nhận và thấy đó nó cũng là bình thường, và mình không để ý nhiều đến những cái điều không tốt. Nhưng khi lấy nhau về rồi thì mọi thứ áp lực, chúng ta lại chỉ nhìn vào những cái điểm chưa tốt của chồng mình, của vợ mình. Nếu anh chị biết về luật hấp dẫn thì chúng ta tập trung vào cái gì thì cái đó mở rộng, nó càng thu hút đến với mình nhiều hơn. Xong rồi có nhiều người có nhiều cái vụ hòa hợp và không hòa hợp nó xảy đến, thì chúng ta lại có cái suy nghĩ như là bố mẹ thì có một, còn vợ chồng ấy thì không ở với người này thì chúng ta ở với người khác, hoặc là chúng ta cũng không cần họ, chúng ta có thể ở một mình chúng ta vẫn sống tốt. Khi chúng ta đưa ra cái quyết định khi chúng ta đưa ra cái suy nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ có những cái cảm xúc không tích cực, và chúng ta có những cái hành động nó dẫn đến có thể là ly hôn. Nhưng nếu chúng ta có tư duy của những người hiểu biết, chúng ta xác định rằng là sức khỏe, mối quan hệ và tài chính là ba cái khía cạnh vô cùng quan trọng, như cái kiềng ba chân ấy. Và chúng ta coi vợ mình, chồng mình như tay trái của mình là tay phải. Khi mình coi trọng họ thì mình biết rằng là cuộc sống luôn có hai mặt, luôn có phải có trái, có trắng có đen, có tốt có xấu. Vậy thì bản thân chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng không hoàn hảo. Vậy thì chúng ta hãy nhìn vào những cái điểm tốt của họ, chắc chắn họ phải có điểm tốt. Chúng ta hãy yêu thương, hãy biết ơn. Thì chúng ta tập trung vào những cái điều biết ơn, tập trung vào những cái điều tốt họ làm cho mình, thì mình sẽ bao dung, sẽ dễ tha thứ hơn. Và khi mình thay đổi được cái suy nghĩ, chuyển hóa được cái cảm xúc bên trong, thì chúng ta sẽ có những cái hành động khác. Chúng ta sẽ phát ra cái tần số năng lượng và họ đều cảm nhận được. Nên là có cái công thức của người thành công ấy, là suy nghĩ tạo ra cảm xúc tạo ra hành động, và hành động tạo ra kết quả. Và cái suy nghĩ thì nó đến từ cái hệ thống niềm tin của mình.
chúng ta có cái hệ thống niềm tin của người chưa thành công, người chưa hạnh phúc, thì chúng ta sẽ có những cái quả đó. Hay ví dụ như về tài chính, thì cái người thành công ấy, họ luôn ngưỡng mộ những người giàu có và thành đạt, chứ họ không đố kỵ hay bực tức. Vì khi chúng ta ngưỡng mộ những người thành công là mình đang nói với tiềm thức của mình. Tiềm thức nó không phân biệt mà, không phân biệt đúng sai. Nên là khi chúng ta ngưỡng mộ người thành công là đang nói với tiềm thức của mình, tôi cũng muốn điều đó. Và chúng ta đang nuôi dưỡng cái cảm xúc của sự giàu có. Tiềm thức nó đồng ý và cho thêm, nó đi tìm những cái nguồn lực cho chúng ta. Hay là ví dụ khi chúng ta nhận hóa đơn tiền điện thôi, những cái điều rất là đơn giản và trước đây bản thân hàng cũng mắc phải. Cái tháng này nó có nhiều tiền điện hơn ấy, là chúng ta phát ra cái cảm xúc, phát ra cái lời nói là ôi tháng này nhiều tiền điện thế. Thay vì như vậy, chúng ta chuyển hóa cảm xúc, chúng ta biết ơn tiền. Khoa học chứng minh rằng chúng ta biết ơn thì chúng ta sẽ có nhiều hơn. Thì chúng ta sẽ nghĩ đến những cái lợi ích mà chúng ta nhận được từ cái số tiền đó. Mình chi tiền điện, nhờ có điện mà mình được thắp sáng, được ngồi máy lạnh, được kết nối với mọi người, được học tập, được phát triển. Nên là chúng ta hãy tập trung vào những cái lợi ích mà mình mong muốn, thì chúng ta sẽ chuyển hóa được cảm xúc. Chúng ta thực sự biết ơn. Và tiềm thức hay là luật hấp dẫn thì nó không phân biệt con số. Chúng ta chưa có nhiều tiền thì chúng ta hãy biết ơn những cái điều đơn giản. Ví dụ như khăn mặt, nước uống hay những thức ăn chúng ta ăn hàng ngày, chúng ta cũng phải chi tiền mà. Chúng ta hãy biết ơn những cái gì mình đang có thì chúng ta sẽ có nhiều hơn. Và tiếp theo, bí kíp số 14 ứng dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn là thành công là hãy hành động ngay lập tức. Khi có một ý định làm một việc gì đó thì hãy làm luôn, đừng bao giờ trì hoãn. Vì có thể chúng ta đã trì hoãn rất là nhiều rồi. Chúng ta nói tí nữa làm cái việc gì đó, xong chúng ta lại cũng quên. Rồi thời gian thì nó không chờ đợi ai cả. Thời gian là tài sản rất là quý giá. Có những việc sau đó chúng ta vẫn phải làm. Vậy thì hãy làm luôn, hành động ngay. Và tiềm thức thì nó thích sự nhanh chóng để có kết quả nhanh, nên là hãy hành động ngay lập tức. Bí kíp số 15 trong ứng dụng luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức là dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng đừng bao giờ trách móc bản thân mình, trách móc cái tiềm thức của mình. Hãy luôn yêu thương cơ thể mình, yêu thương tiềm thức của mình. Có thể những lúc chúng ta trách móc mình ấy, mình làm một cái việc gì đó nó không được như ý, thì chúng ta hãy nghĩ rằng cái lúc đó mình đã làm tốt nhất có thể rồi. Bởi vì tất cả những cái gì nó đến là do chúng ta ra quyết định trong quá khứ. Những cái lời nói, những cái suy nghĩ của chúng ta nó không có mất đi đâu các anh chị. Các anh chị thử quan sát lại cuộc sống của mình xem. Có những thứ mình nói, mình nghĩ, có khi mình nói đùa thôi, nhưng mà nó cũng xảy đến với mình, nó cũng chuyển hóa ra bên ngoài. Ví dụ như các anh chị, tiềm thức nó không phân biệt là của ai, không phân biệt đúng sai. Ví dụ như là chị em phụ nữ, là trước đây Hằng cũng không biết, chưa biết đến trí tuệ này, thì thỉnh thoảng là các chị em là ngồi là phán xét bàn tán một cái người nào đó. Mặc dù người ta có cái điều đó thật, nhưng mà tiềm thức của mình nó không phân biệt. Thế sau đó thì mình cũng mắc phải cái lỗi đó. Cho nên là tiềm thức của mình nó ghi lại hết đấy các anh chị. Và mỗi quyết định, mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói nó đều là một quyết định. Dù chúng ta có nói, nghĩ tích cực hay là không tích cực, nó đều là một quyết định. Thì cái tiềm thức của chúng ta nó ghi lại, nó khắc sâu vào trong cái tầng tiềm thức và nó đồng ý cho thêm. Tiềm thức thì nó chỉ thực hiện cái mệnh lệnh của chủ nhân nó. Chúng ta đưa ra cái suy nghĩ gì,
đưa ra chúng ta nói cái điều gì. Nên là hãy luôn yêu thương, biết ơn cái cơ thể của mình, biết ơn tiềm thức của mình. Điều đó đến chỉ giúp tôi thành công hơn. Nên hãy luôn ở trạng thái bình an, tĩnh tâm và trạng thái định chân chính, thì mọi trí tuệ và sự lưu thông của tiềm thức nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Các anh chị có công nhận rằng là khi chúng ta bực tức ấy, thì chúng ta hay đưa ra những cái quyết định nó sẽ không sáng suốt. Nó giống như mặt hồ ấy, nó chỉ cần có một tí gợn sóng thôi, chúng ta không nhìn thấy cái gì bên dưới cả. Nhưng khi nó tĩnh lặng, chúng ta nhìn thấy bên dưới cái đáy hồ có gì, nếu như nước nó trong. Và thậm chí nó còn nhìn thấy cái sự phản chiếu chính mình nữa. Nếu các anh chị đã từng học phát triển bản thân thì sẽ hiểu cái điều phản chiếu chính mình. Ví dụ như con chúng ta là tấm gương phản chiếu chính mình. Có những điều chúng ta không dạy con, nhưng mà con nó nhìn thấy, cái tiềm thức nó nhìn thấy ở đấy, nó nghe thấy ở đấy, thì nó học thôi. Ví dụ như bố mẹ mà hay nói không được tích cực thì con nó cũng giống y chang như vậy. Các anh chị thì quan sát xem có đúng không. Mà bố mẹ mà không hay trung thực thì con nó cũng học được cái điều đó. Mặc dù nó không muốn học, bởi vì cái vô thức của nó học. Đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi, các anh chị em có con dưới 3 tuổi. Dưới 7 tuổi là giai đoạn vàng của trẻ. Đặc biệt là dưới 3 tuổi, trẻ hoạt động hoàn toàn bằng vô thức, bằng tiềm thức. Tiềm thức hay còn gọi là vô thức. Ví dụ như trẻ đi tè, chị thích ở đâu là tè đấy, không biết xấu hổ. Đấy gọi là vô thức, nó chính là tiềm thức, nó không phân biệt. Nên là chúng ta hay dạ con ăn đi không bác sĩ tiêm ấy, là con sợ luôn. Dạ con ma bắt hay là cái gì đó là con cũng sợ luôn. Hay là con cầm cái kéo, cái dao ấy, con cũng không phân biệt được. Con không biết rằng nó có thể không an toàn, có thể đứt tay. Cho nên là người lớn chúng ta cũng vậy. Ai cũng có một cái tiềm thức, nó chiếm đến 90% năng lượng thông tin. Và trẻ dưới 7 tuổi thì hoạt động chủ yếu bằng tiềm thức. Còn dưới 3 tuổi là hoạt động hoàn toàn bằng tiềm thức. Nếu như bố mẹ mà biết đến trí tuệ này khi có các con nhỏ, thực sự rất là tuyệt vời các anh chị. Nên là rất mong muốn được chia sẻ. Ai đó xem được có thể giúp cho họ thay đổi những cái tư duy. Vì chính bản thân Hằng đã ứng dụng với con, Hằng đã có kết quả rất là tuyệt vời. Từ một đứa trẻ, con gái của Hằng 17 tuổi, gần như là không nói được con. Hằng cũng như rất nhiều phụ huynh nói rằng cái lứa tuổi con bướng bỉnh ấy. Nhưng mà khi Hằng học về tâm lý con người, học phát triển bản thân, Hằng mới hiểu rằng tất cả là do mình. Con là tấm gương phản chiếu chính mình. Và Hằng học tập sau đó khoảng 3 tháng, hơn 3 tháng thì con đi học cấp 3 xa nhà, con có nói rằng con rất là hạnh phúc và biết ơn khi con được làm con của mẹ. Và bây giờ con đại học năm 2, con coi Hằng như một người bạn. Chuyện vui hay không vui, con tâm sự. Thực sự nó quá là giá trị đối với bản thân Hằng. Nên là Hằng mong muốn được chia sẻ cho nhiều người biết đến, để chúng ta biết đến cái tiềm thức, để ứng dụng chúng ta có những cái điều tuyệt vời hơn. Nên là chúng ta hãy rèn luyện, hãy phát triển, để chúng ta có được cái sự bình an, tĩnh tâm. Chúng ta có được cái trí tuệ thì sự lưu thông của tiềm thức nó sẽ mạnh hơn. Phải tập trung vào những cái năng lượng tích cực, thái độ tích cực, suy nghĩ tích cực, cảm xúc tích cực và hành động tích cực, thì chúng ta sẽ có những kết quả rất là tuyệt vời. Và Hằng vừa chia sẻ cái ngày số 18, chủ đề bí kíp ứng dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn phần 3. Thì bản thân Hằng cũng đang trên cái hành trình rèn luyện hàng ngày, học tập từ những người thầy, từ những kinh nghiệm của những người thầy trong top 1%, top 5%, những người giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc, chia sẻ những cái kinh nghiệm về phát triển bản thân, kinh nghiệm về kinh doanh. Thì Hằng và rất nhiều anh chị em đã ứng dụng, có những cái kết quả
thì Hằng chia sẻ chứ Hằng không nói rằng đúng hay sai. Các anh chị thấy phù hợp thì cũng ứng dụng. Nếu hiện tại anh chị nào mà cũng đang đi tìm những cái cơ hội để mình có một cuộc sống tốt hơn thì có thể nhắn tin cho Hằng, Hằng gửi tặng các anh chị. Có rất nhiều những cái bộ công thức, ví dụ như là 21 ngày làm chủ sự giàu có, hay là 28 ngày thực hành lòng biết ơn. Biết ơn để chúng ta có nhiều hơn. Thì nhắn tin Hằng gửi tặng các anh chị. Và cùng rèn luyện mỗi ngày để chúng ta thay đổi lại những cái niềm tin hỗ trợ cho sự thành công của mình. Và các anh chị thấy ý nghĩa thì có thể tag tên những người bạn, hoặc là chia sẻ video này cho bạn bè biết đến để cùng ứng dụng. Và nếu anh chị mong muốn tìm hiểu rõ hơn, ứng dụng tốt hơn thì có thể nhắn tin cho Hằng hỗ trợ anh chị. Và cảm ơn các anh chị đã lắng nghe Hằng chia sẻ. Chúc cả nhà sức khỏe, hạnh phúc và thành công, nối tiếp thành công. Cảm ơn cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại.